Rồi chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vân. Chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay bên em vừa mới về một chiếc xe màu trắng ngọc trai. Xe rất là đẹp luôn. Chiếc xe mang thương hiệu rất là nổi tiếng luôn nha anh chị, rất sang trọng và đẳng cấp. Đó chính là chiếc Audi A3. Xe được sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2015. Đó, xe cá nhân biển Sài Gòn. Mới chạy có 47.000 km thôi. Và giá chào bán bên em là 670 triệu. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng. Nên về phần chất lượng anh chị có thể hoàn toàn yên tâm nha. Bao anh chị chất hãng toàn quốc luôn. Ở bên em có thu mua ô tô cũ tất cả các hãng luôn. Thu mua tận nơi với giá cao luôn nha anh chị. Nên anh chị có nhu cầu bán ô tô cũ thì cứ liên hệ với em. Em sẽ thu mua với giá cao nhất luôn. Rồi chúng ta xem qua phần nội thất của chiếc Audi A3 này nha anh chị. Ở nội thất được trang bị là ghế da màu nâu da bò. Ghế còn rất là mới anh chị ha. Cũng chưa hề có gì dấu hiệu gì bị mài mòn theo thời gian cả. Ở hàng ghế sau cũng rất là sạch sẽ nha. Rất mới luôn. Trần xe cũng rất là sạch sẽ. Đó, anh chị có thể để ý nè, phần nhựa hai bên cánh cửa nha. Và phần táp lô cũng chưa hề bị chảy xước gì nhiều cả. Đó, tất cả các chi tiết vẫn còn khá là mới nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ xem odo của xe là bao nhiêu nha anh chị. Đó, odo của xe là 47.887 km. Đó, odo chuẩn luôn nha anh chị. Rồi chúng ta xem qua hàng ghế sau một chút nha anh chị. Đó, hàng ghế sau hình như là rất là ít sử dụng luôn nha anh chị. Rất là ít người ngồi. Nên nó còn rất là mới luôn. Đó, trần xe cũng rất là sạch sẽ. Đó. Audi A3 sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2015. Đó, xe cá nhân biển Sài Gòn. Giá là 670 triệu vẫn còn thương lượng nha anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Cảm ơn anh chị đã xem video.